nhiêu đây? Ai đây? Con chào cô, con là Tuấn Khải, bạn trai của Lâm Chơi. Bạn trai hả? Từ nay Tuấn Khải sẽ là bạn trai của con. Bây giờ tụi con lên phòng chơi nha mẹ. Hai đứa lên lầu đi. Để mẹ nói chị Tâm Ý cắt trái cây đem lên nha. Dạ, con cảm ơn cô. Đây nè, bây giờ bạn bỏ giày vào đây, sau đó bạn lấy dép bạn mang vào. Tụi con đi nha mẹ. Công nhận nè, bạn đẹp mà còn rộng nữa. Mới mẹ lớn mày đặt bạn trai với bạn gái nữa chứ. Mẹ Tâm Ý, cắt giùm cô dĩa trái cây đi con. Đi theo mình nè. Tránh ra đi, tôi cản người bạn trai tao. Mình xin lỗi. Ai vậy? Đừng để ý tới nó. Mẹ mình thuê chị nó giúp việc cho nhà mình. Nó toàn theo ăn bám thôi à. Nó nghèo tới nỗi mà ba mình phải tặng cái túi cho nó đi học á. Mắc cười không? Thì ra là vậy. Thôi bây giờ mình vô phòng đi nha. Phòng mình ở bên đây nè. À mà quên, bạn là con trai đầu tiên được đặt chân vô phòng mình. Phước ba đời đó nha. Vô đi. Ủa, em về rồi hả? Ủa, sao chị mặc đồ của anh Nguyên vậy? Đã Nguyên không, mà không vừa nữa. Cho nên chị xin cơ cho chị rồi. Sao, đẹp không? Bạn thấy hai con búp bê này đẹp không? Đẹp. Nó là hai con búp bê mình thích nhất á. Dạ anh chào cô. Cô chào con. Nè, mời hai đứa ăn trái cây nha. Dạ. Nè, con học chung lớp với Làm Chi hả? Dạ, con mới chuyển trường thôi à. À, học chung trường thôi hả? Dạ. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, ba con là giáo sư, còn mẹ con là giáo viên dạy cấp 2. Chà, nếu vậy chắc con học giỏi lắm hả? Dạ, ở trường cũ thì vậy chứ, ở trường mới này con không biết. Vậy mẹ hỏi gì nhiều quá vậy? Tụi con cũng có chuyện riêng muốn nói mà. Biết rồi, mẹ xin lỗi được chưa? Nè, hai đứa chơi vui vẻ nha. Có gì gọi mẹ nha. Ăn trái cây đi con. Mẹ toàn hỏi chuyện không đâu à. Người lớn thường vậy mà. Bạn sao vậy? Không có gì. Để tình cảm của tụi mình được lâu dài hơn á, thì bây giờ tụi mình nói chuyện trước ha. Bây giờ bạn muốn nói chuyện gì? Bây giờ mình muốn đi vệ sinh cái đó. Thôi được rồi, bây giờ bạn mở cửa ra, đi thẳng sau đó rẽ trái thì sẽ thấy nhà vệ sinh liền. Cảm ơn bạn. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật bố. Sao bạn vô đây? Chào bạn. Mình tên là Tuấn Khải. Còn bạn? Mình tên là Tâm Anh. Tên bạn đẹp mà người cũng đẹp nữa. Hả? Bạn có bạn trai chưa? Đó giờ chưa có. Nếu vậy thì tốt. Bây giờ mình sẽ là bạn trai của bạn nha. Hả? Nhưng mà bạn đã là bạn trai của Lam Chi rồi mà. Trước đó thì vậy. Còn bây giờ mình sẽ là bạn trai của bạn. Ngày mai sau giờ tan học, bạn nhớ qua sân chơi cái bên trường nha. Tuấn Khải ơi, bạn đâu rồi? Nhớ đó phải qua nha, hôm qua là mình không có về đâu á. Bye. Nhưng mà cái gì nữa đây không biết. Nè, hai cái kẹp nơ hồng của tôi chị để đâu rồi? Chị để trong tủ á, em kiếm kỹ coi. Nếu có thì tôi hỏi chị làm gì. Tôi phải kẹp để đi gặp Tuấn Khải á. Cái con nhỏ này, mới bị lớn mà cứ xưng tôi với người ta hoài. Phải kêu chị ta biết bằng chị chứ. Chị mau đi tìm cho tôi nhanh lên. Mẹ nói có nghèo không hả? Đi lên lầu mẹ kiếp cho. Tâm Ý. Dạ.
Tuấn Khải là ai vậy? Dạ, như là bạn trai của Lam Chi đó chú. Bạn trai? Dạ. Ờ, nó có đẹp trai không, thằng bé đó? Dạ, bữa trước con có thấy, cũng đẹp trai lắm. Đương nhiên là phải vậy rồi. Là con biết sao không? Lam Chi nó ở với chú từ nhỏ tới lớn. Đương nhiên con mắt mà chọn bạn trai của nó phải thật là tin tưởng. Lam Chi! Chi! Hả? Gì vậy? Về thôi Lam Chi. Thôi mấy bạn về trước thôi, mình có hẹn với Tuấn Khải. Chị của mình về trước nha. Ừ, bye bye. Chi? Gì? Bạn chị Khải hả? Ừ, sao? Khải nó nhắn với tôi là bạn lên lầu, nó nói gì á. Thiệt hả? Kỳ cục quá trời. Nhưng mà lên chợ nói chuyện, không thấy. Sân chơi rồi mà sao bạn không đến? Nhưng mình đâu có nói mình sẽ hẹn với bạn đâu. Mình đã nói là không gặp không về rồi mà. Chẳng phải bạn đang đứng đây mà. Nhưng mà mình đã đợi bạn hơn 20 phút. Bộ bạn không thích mình hả? Mắc mớ gì mình phải thích bạn chứ. Lam Chi mà biết chuyện này chắc chắn mình ấy sẽ nổi điên lên cho mà coi. Mặc kệ bạn ấy, mình đã nói là mình là bạn trai của bạn rồi mà. Mệt quá, tránh ra cho mình đi đi. Thôi đi mua kẹo mình đi. Đó là không kẹo rồi mà. Bỏ mình ra cho mình đi. Hai người lên mặt đi đó. Hai người, hai người sao lại đây? Tại sao vậy hả? Nè Tâm Anh, ai cho phép mày đi chung với Tuấn Khải của tao? Hả? À, không phải vậy, đừng làm vậy với Tâm Anh. Bạn ấy không thích nhưng mình rủ đó thì sao? Bạn nhâm đứng về phe của nó hả? Nè, bạn là bạn trai của mình chứ không phải là của Tâm Anh. Bạn hãy mau tỉnh táo lại đi. Lam Chi, bạn nghe rõ nè. Lúc đầu mình thích bạn vì bạn đẹp, nhưng càng tiếp xúc với bạn, mình thấy tính tình của bạn không dễ thương bằng Tâm Anh. Mình không tin chuyện đó được. Tại sao bạn thích nó không mình chứ? Nó chỉ là một đứa ăn bám nghèo hàng dơ bẩn nhà mình. Vậy mà bạn lại thích nó. Mày, mày đã làm gì Tuấn Khải của tao? Hôm qua bạn ấy giờ còn nói thích tao, tại sao hôm nay bạn ấy lại nói thích mày hả? Mình đâu có biết được. Không biết. Tâm Anh không làm gì sai cả. Nếu bạn muốn đánh thì bạn đánh mình đi nè, đánh đi. Tuấn Khải, bạn dám nói sự với mình như vậy hả? Tại sao bạn thích một đứa em gái của người làm nhà mình? Mình có điểm gì không bằng nó chứ? Thôi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mình sẽ điện lại cho bạn. Tuấn Khải, đừng đi. Đừng đi mà. Tuấn Khải. Lam Chi à. Tâm Anh, mày đứng lại. Mày đứng lại chưa? Sự hiểu lầm thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Tuấn Khải của bạn hết trơn. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Nói thiệt mà Lam Chi. Mày còn trái bạn... chồng tao nói đi không ạ? Tuấn Khải, đừng có bỏ mình mà. Remember me, the beauty of this life. Tuấn Khải!
back to where mình I'm ghét from. Bạn salty breeze in my đẹp á, nhìn nè. Lam Chi à, bạn bị điên hả? Lam Chi à, bạn bị cái gì vậy? Bà đừng dậy nữa nè. Mình là ai vậy? Đừng xí vào chuyện người khác. Biến đi ngay chừng con, giờ đang.